Lê Hoàng Phương lần đầu nói về tiền thưởng Midrange Việt Nam, tiết lộ lời khấn nguyện trước đăng quang. Tân Midrange Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương vừa có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh tiền thưởng sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu, tiết lộ lời khấn nguyện đưa ra những mục tiêu trong đầu trước khi đăng quang. Những ngày qua, cái tên của Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Midrange Việt Nam Lê Hoàng Phương có thể nói là cụm từ siêu hot được dân tình nhắc đến liên tục trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là trong các hội nhóm chuyên bàn luận về Hoa hậu. Với chiến thắng quá thuyết phục, nhận về sự đồng tình từ đại đa số khán giả, cái tên Lê Hoàng Phương ngay sau khi lên ngôi cũng đã bùng nổ truyền thông, chiếm sóng trên mọi mặt trận. Tuy không phải là một gương mặt mới, Lê Hoàng Phương trước đó cũng đã quen mặt với khán giả tại các cuộc thi nhan sắc khác, nhưng điều này đã trở thành một thế mạnh của cô khi với kinh nghiệm đầy mình, thần thái, kỹ năng trình diễn ấn tượng, khiến Lê Hoàng Phương dường như bỏ xa các đối thủ còn lại trong cuộc thi, xuất sắc lên ngôi Midrange Việt Nam 2023 và sẵn sàng chinh chiến quốc tế tại Midrange International 2023 được diễn ra vào tháng 10 tới. Mới đây, trong buổi phỏng vấn giao lưu với truyền thông báo chí sau khi đăng quang, Lê Hoàng Phương cũng có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh tiền thưởng của cuộc thi, cùng lời khấn nguyện và mong ước của bản thân trước khi đăng quang Hoa hậu. Dân tình khi nghe được đều lập tức đánh giá cao màn trả lời quá thông minh này của nàng hậu. Xứng đáng là một tân hoa hậu thông minh, hài hòa cả về sắc lẫn trí. Theo đó, khi được hỏi về những khoản Lê Hoàng Phương sẽ sử dụng trong số tiền của mình, nàng hậu đã có câu trả lời khéo léo, đồng thời hé lộ ước nguyện của bản thân mà cô đã khấn nguyện trước đăng quang. Thật ra, trong quá trình tham gia cuộc thi, Phương cũng hay khấn nguyện rằng là nếu như mình có may mắn trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, thì với số tiền đó thì việc đầu tiên chắc chắn là mình sẽ chia sẻ, trích một phần dành cho những hoàn cảnh khó khăn như những gì mà mình mong muốn và đã từng làm trước đây. Mình cũng sẽ trích một phần nữa để có thể trang trải cho cuộc sống hàng ngày của mình, cũng như một ít để xây dựng, củng cố hình ảnh để bản thân luôn được tốt đẹp trong hành trình sắp tới của mình, Hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ thêm với công chúng. Dù không tiết lộ rõ số tiền thưởng của tân hoa hậu mà bản thân đã nhận được sau khi trừ thuế và những khoản nhỏ khác, nhưng có thể thấy Lê Hoàng Phương vẫn nói ra chi tiết những khoản cần phải đầu tư, trong đó mục đích cho xã hội là điều mà netizen khi nghe được đều đánh giá khá cao. Bên cạnh đó, việc đầu tư hình ảnh cho bản thân là điều cần phải làm mà Lê Hoàng Phương không ngần ngại nói thẳng với khán giả. Màn trả lời phỏng vấn quá đội thông minh này đã nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng việc chọn Lê Hoàng Phương trở thành hoa hậu năm nay là việc làm hoàn toàn đúng đắn của ban tổ chức Midrange Việt Nam 2023, khi cô dường như toàn diện cả về nhan sắc, kỹ năng trình diễn lẫn khả năng ứng xử nuốt mid. Lê Hoàng Phương hiện cũng chỉ còn 2 tháng nữa để bắt đầu nhập cuộc hành trình mới, là đại diện Việt Nam dự thi Midrange International 2023 sẽ được tổ chức ngay trên sân nhà Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Với những kỹ năng hiện có, nàng hậu hiện cũng được các fan trong nước lẫn quốc tế đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng, hy vọng sẽ tạo nên thành tích tốt như những gì đàn chị Thủy Tiên đã làm. Chặng hành trình của nàng hậu sinh năm 1995 Lê Hoàng Phương hiện cũng chỉ vừa mới khởi đầu, tương lai chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn và chông gai phía trước, nhưng các fan đều đang đặt niềm tin hết cỡ vào nàng hậu, mong cô sẽ luôn vững tin và hoàn thành tốt những nhiệm vụ, nghĩa cử cao cả của một đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp có ý nghĩa cho xã hội.